7 thực phẩm đơn giản rẻ tiền giúp cân bằng nội tiết tố nữ trong tuổi tiền mãn kinh. Hãy cùng bác sĩ Hồng tìm hiểu qua video này nhé. Thứ nhất, đó là quả bơ. Bơ rất giàu chất béo lành mạnh và chất xơ, nó làm giảm cái sự hấp thu estrogen và tăng cái testosterone, cải thiện cái sức khỏe tim mạch. Và bơ có hàm lượng calo cao và nó phải được tiêu thụ một cách điều độ. Ăn 1/4 quả bơ mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe. Thứ hai là bông cải xanh. Bông cải xanh thì có tác động đáng kể tới sự cân bằng hormone của cơ thể. Và điều này là do ảnh hưởng của nó đến cách cơ thể phá vỡ estrogen. Một cái yếu tố quan trọng khác đó là sulforaphane trong bông cải xanh thì sẽ giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và tăng con đường thải của gan, vốn rất quan trọng để chuyển hóa estrogen. Bông cải xanh thì cũng cung cấp kali, canxi và magie. Đây là một số khoáng chất giúp cải thiện cái chức năng cơ và giúp xương chắc khỏe. Thứ ba là táo. Táo là một nguồn phong phú của quercetin, một chất chống oxy hóa giúp giảm viêm trong cơ thể. Loại trái cây này thì giúp chống lại bệnh tăng huyết áp, giảm nguy cơ ung thư và ngăn ngừa nhiễm virus. Nó là một loại trái cây hoàn hảo để giảm cân bởi vì nó cung cấp dinh dưỡng trong khi lại ít calo và giàu chất xơ. Thứ tư là đậu nành. Đậu nành và các cái sản phẩm làm từ đậu nành thì có chứa isoflavone, corpotin thì có tác dụng thúc đẩy sản sinh estrogen, từ đó hạn chế viêm nhiễm, giảm các triệu chứng khô hạn và bốc hỏa. Đậu nành thì có thể giúp quá trình mang thai tốt hơn và ngăn ngừa các cái bệnh u xơ tử cung, ung thư vú và cái tình trạng lão hóa cũng như rối loạn khác trong cái giai đoạn tiền mãn kinh. Mỗi ngày thì cần 100g đậu nành để cân bằng estrogen trong cơ thể một cách tự nhiên nhất. Thứ năm là tỏi. Không chỉ được sử dụng để chế biến nhiều món ăn mà tỏi còn sử dụng để ngăn ngừa nhiều bệnh lý khác như là viêm họng, viêm xoang. Và đặc biệt nó là một cái loại thực phẩm tăng cường nội tiết tố nữ estrogen cho phụ nữ. Theo các chuyên gia thì trong 100g tỏi có chứa 60,3 microgram phytoestrogen. Và chất này thì có tác dụng kích thích cơ thể sản sinh ra nội tiết tố. Thứ sáu là trứng. Trứng thì chứa một lượng choline lành mạnh, một loại vitamin giúp cơ thể sản xuất chất dẫn truyền thần kinh acetylcholine cần thiết cho cái hoạt động của hệ thần kinh. Và trứng rất là giàu axit béo omega 3, chất béo chống viêm giúp hỗ trợ não bộ. Khi tâm trí và hệ thần kinh khỏe mạnh thì một người có thể đối phó với căng thẳng tốt hơn. Thứ bảy là cá béo. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu không chỉ giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh mà nó còn có thể đảm bảo sự cân bằng của nội tiết tố. Cá béo giàu omega 3 có tác dụng điều hòa cái chu kỳ kinh nguyệt và giúp phòng ngừa cái hội chứng bùng trứng đa năng. Đây thì bác sĩ Dung vừa chia sẻ 7 cái nhóm thực phẩm giúp hỗ trợ của chị em ở trong cái giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Trong cái giai đoạn này là một giai đoạn rất là nhạy cảm của người phụ nữ và chúng ta cần phải bổ sung bằng cái con đường ăn uống cũng như con đường tập luyện để giúp chúng ta trải qua cái giai đoạn này. Ngoài ra thì một số những cái rối loạn nặng hơn và khiến chúng ta cảm thấy khó chịu thì chúng ta nên bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng hoặc là thuốc hỗ trợ. Nếu trong trường hợp triệu chứng nặng ấy là chúng ta phải sử dụng thuốc. Thuốc là bản chất là nó bổ sung thêm những hormone từ động vật. Thì đối với thuốc thì nó sẽ có nhiều tác dụng phụ. Tuy nhiên đối với các nhóm thực phẩm chức năng thì theo những cái nghiên cứu thì nó sẽ không có cái tác dụng phụ quá tệ đối với cơ thể và nó giúp cải thiện những cái triệu chứng một cách nhẹ nhàng và an toàn nhất. Có hai cái loại mà cô ai chỉ có thể lựa chọn. Thực ra là có ba loại nhưng mà cái glycohost nó rất là khan hiếm. Thì có hai cái loại phổ biến đó là bằng đậu nành và sâm tố nữ. Mình thì mình ưu tiên lựa chọn cái thành phần có nhiều sâm tố nữ hơn. Bởi vì trong sâm tố nữ thì chứa một cái chất đó là demi-estrogen thì nó tính nó cao hơn gấp 1000 lần so với isoflavone ở trong bằng đậu nành và khiến cho chị em cải thiện các cái triệu chứng nó nhanh hơn, các triệu chứng nó cải thiện tốt hơn. Thì sau quá trình điều trị số rất là nhiều những cái chị những cái cô ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thì thấy rằng là cái sâm tố nữ nó hoạt động hạ bớt các triệu chứng bốc hỏa nhanh hơn bằng đậu nành. Thế nên là nếu như mà tùy từng triệu chứng nhá, nếu cô ba anh chị có bất kể các cái triệu chứng mà trong cái giai đoạn tiền mãn kinh này mà cảm thấy khó chịu thì cứ nhắn tin để được bác sĩ Dùng tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Chúng ta đừng có để chịu đựng. Nếu như khô hạn thì chúng ta có rất là nhiều những cái giải pháp, và nếu như bốc hỏa chúng ta cũng có rất nhiều giải pháp, hoặc là mất ngủ nó ở đau nhức xương khớp, chúng ta cần có những giải pháp để vượt qua cái giai đoạn này một cách an toàn, nhẹ nhàng, cải thiện cái chất lượng sống cho các chị em trong giai đoạn này. Và nếu thấy video hay và hữu ích thì hãy giúp bác sĩ Dung chia sẻ và lan tỏa tới nhiều người hơn. Bác sĩ Dung xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.